Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Mai Vân Khánh, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Các bạn ạ, sách là người bạn vô cùng thân thiết và gần gũi với mỗi chúng ta. Sách thắp sáng trong ta, nguồn tri thức vô tận và dạy cho ta biết bao bài học quý giá. Từ ngày mình còn nhỏ, những câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ đã đưa mình vào thế giới của những nàng tiên tốt bụng, những cô tấm thảo hiền và những chàng thạch xanh dũng cảm. Đến khi biết đọc, mình đã rất thích thú vì được tự mình khám phá những điều mới lạ từ những trang sách. Cứ như thế, mình thích đọc sách từ khi nào mà mình cũng không biết nữa. Mình chỉ biết rằng món quà mà mình mong đợi nhất vào các dịp lễ, Tết hay sinh nhật đó chính là sách. Hồi nhỏ là truyện tranh, lớn hơn một chút là những cuốn truyện nhiều tập hay những quyển truyện bằng tiếng Anh. Cũng chính vì thế mà đến nay tủ sách của mình đã có tới vài trăm cuốn với rất nhiều đầu sách hay. Nếu có dịp, mời các bạn hãy ghé thăm tủ sách của mình để chúng mình cùng đọc sách và chia sẻ những câu chuyện thú vị nhé. Các bạn ơi, đây là cuốn truyện cổ Adesen của nhà xuất bản Văn Học. Còn đây là bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân của nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Mình được mẹ mình tặng nhân dịp sinh nhật đấy. Trong bộ truyện tranh này có rất nhiều câu chuyện hay về những người thật, việc thật. Trong đó có một câu chuyện kể về một chàng trai không tay, không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường, đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới với thông điệp: tôi không có tay để chạm vào người khác, nhưng trái tim tôi có thể chạm và làm rung động trái tim người. Các bạn có biết đó là ai không? Đó là Nick Vujicic trong câu chuyện Cuộc sống không giới hạn. Các bạn ạ, Nick là người Mỹ gốc Úc. Lúc sinh ra, anh bị một chứng bệnh lạ và không có chân tay như bình thường, mà chỉ có hai bàn chân nhỏ, mỗi bàn chân có hai ngón. Thế nhưng, Nick đã trở thành một học sinh khuyết tật đầu tiên được học ở trường dành cho các bạn bình thường đấy. Không biết với thân hình như vậy thì anh sẽ tập viết chữ như thế nào? Làm thế nào mà anh ấy có thể học tập được? Bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu mình. Khi mình đọc đến những trang sách này, mình cảm thấy mình thật may mắn vì được sinh ra rất lành lặn, đủ đầy. Mình có thể tự làm bất cứ việc gì bằng chính đôi tay và đi trên đôi chân của mình bằng một cách nhanh nhẹn. Nghĩ đến đây, mẹ thấy thương anh rất nhiều. Lúc lên 8 tuổi, Nick cảm thấy tuyệt vọng hoàn toàn vì sự trêu ghẹo của bạn bè và những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng tình thương của bố mẹ đã giúp Nick vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Anh dần nhận ra cuộc sống vẫn tốt đẹp khi không có chân tay. Từ việc phụ thuộc vào người khác, bằng ý chí và nghị lực vượt khó của mình, anh đã bắt đầu tự lập. Anh tự vệ sinh cá nhân, rồi tự viết được bằng hai ngón chân. Anh còn có thể dùng máy tính và chơi các môn thể thao như bơi lội, ném bóng và chơi gôn nữa. Những điều ấy thật là phi thường phải không các bạn? Từng trang sách cận đưa mình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Năm 17 tuổi, anh thành lập tổ chức phi lợi nhuận Life Without Limits, cuộc sống không giới hạn. Bằng chính nghị lực của bản thân và khả năng truyền cảm hứng của mình, Nick đã nói chuyện để khích lệ những người khuyết tật trên toàn thế giới, giúp họ có hy vọng và tìm được ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Anh đã nói chuyện và truyền cảm hứng cho hàng triệu người tại hơn 20 quốc gia của năm châu lục. Các bạn thấy không, tuy không may mắn như mọi người, nhưng Nick đã vượt qua số phận nghiệt ngã, đã dám ước mơ và thực hiện ước mơ của mình. Anh là một tấm gương sáng về ý chí bền bỉ, bản lĩnh kiên cường. Anh đã trở thành một biểu tượng mạnh mẽ của nghị lực vượt khó để làm nên những điều kỳ diệu. Mình tin rằng khi các bạn đọc được những câu chuyện này, các bạn cũng sẽ có những cảm nhận như mình đấy.
các bạn ạ. Trước khi biết về câu chuyện của Nick, mình là một cô bé có nhiều ước mơ nhưng mà không dám thực hiện. Mình rất thích làm một vũ công, nhưng tập múa được vài buổi thấy đau chân mình bỏ cuộc. Mình rất thích làm một MC nữa, nhưng mỗi lần lên sân khấu mình lo lắng lắm. Mình rất là sợ, mình sợ mình nói không hay các bạn lại chê cười. Cho đến khi mình biết đến Nick qua cuốn sách Gieo hạt cùng vĩ nhân thì mình đã dần thay đổi. Mình không còn sợ làm những bài toán khó, không sợ đau chân khi tập múa. Mình đã rất tự tin để hôm nay mình đứng đây chia sẻ cho các bạn nghe về câu chuyện của Nick trong cuốn sách này. Và đặc biệt là mình cũng không còn sợ thất bại nữa. Bởi mỗi khi mình làm một việc gì đó khó thì hình ảnh anh Nick lại hiện lên trong tâm trí mình. Nhưng thôi thúc mình hãy cố gắng và quyết tâm thực hiện. Các bạn ạ, nhờ chăm đọc sách và mình đã biết rất nhiều tấm gương là những người thật, việc thật cùng bao điều mới lạ để rút ra cho bản thân nhiều bài học quý giá. Chính vì vậy mà mình rất muốn lan tỏa tình yêu đọc sách đến với mọi người, với các bạn đọc sách càng ngày càng nhiều hơn. Nếu Vinh Dự được chọn là đại sứ văn hóa đọc năm 2021, ngoài việc mình tuyên truyền cho các bạn và mọi người về lợi ích của sách cũng như việc đọc sách, thì mình sẽ quyết tâm thực hiện ước mơ xây dựng một thư viện nhỏ tại nhà văn hóa của tổ dân phố nơi mình sinh sống để giúp mọi người có cơ hội được đọc sách nhiều hơn. Mình sẽ tặng những cuốn sách mình có cho thư viện. Mình cùng với các bạn trong lớp quyên góp sách hay dùng tiền tiết kiệm để mua sách. Chúng mình sẽ sáng tác những câu chuyện, tranh thật là hay cho thư viện. Sẽ dùng những bản vẽ của mình để trang trí cho thư viện thật là đẹp. Chúng mình sẽ giới thiệu sách cho các cô, các bác hay các bạn nhỏ trong khu phố cùng đọc. Với những ý tưởng như vậy, mình quyết tâm sẽ thực hiện ước mơ xây dựng thư viện ấy trong dịp hè này các bạn ạ. Đọc sách để chia sẻ đam mê và kết nối. Hãy đọc sách và lan tỏa tình yêu sách đến với mọi người các bạn nhé. Đây chính là thông điệp mình muốn gửi tới các bạn qua cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.